Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến chuyển của tác giả Trần Đào Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha Còn nếu các bạn thấy câu chuyện này hay Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ chuyện này Để gửi đến cho các bạn nghe nha Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Trường 386 Cao chạm bị bóng đè Hòa thượng dường như đã có chuẩn bị trước, cười nhạt một tiếng rồi nói Nếu quê tiên sinh muốn lấy mạng quê sương ngay bây giờ, ta có một yêu cầu quá đáng. Sau khi quê sương chết, liệu có thể tiêu diệt hết toàn bộ hoàng tộc cao thị bắc tế được không? Cục diện hiện giờ là đến mức độ mà ta không lường trước được. Ai có ngờ năm đó, ta ngàn chọn vạn tuyển ra một cao hoan, lại có đám con cháu như thế này. Chưa được mấy đời đế vương mà đã thối nát đến tận gốc rễ. Nếu ta đã là một người đưa gia tộc cao thị bước lên ngai vàng, vậy thì ta cũng phải là người trả lại bình yên cho thiên hạ. Nguyệt Sương nói xong, trong không khí vọng đến tiếng cười của Quy Bất Quy, ông già lại nói tiếp. <laughs> thế thì Để ông già ta nhìn xem Người bây giờ đến cả thuật pháp Còn không dùng được Sẽ làm cách nào để bù đắp lại Sai lầm trước kia Nguyên xương ngả à, Ông già ta khuyên người bổ câu Cho đến giờ phút này Thì người đã không thể chuyển mình được nữa Đừng có lại nhen nhóm thêm bất kỳ ý tưởng nào Người và bác tế cao thì Ai ngã xuống trước Cũng chỉ là vấn đề thứ tự mà thôi Người tự giải quyết cho tốt đi Nói xong đôi câu kết thúc cuộc nói chuyện Giọng nói của Quy Bất Quy Không vang lên thêm lần nào nữa Nguyên Sương thở ra một hơi thật dài Ngồi trên ghế nhắm mắt lại Trong miệng bắt đầu lầm nhầm niệm kinh Chờ đợi hoàng đế xử lý xong chính vụ Sẽ cho triệu kiến Cùng lúc đó Tại một tòa thiên điện cách xa chỗ Nguyên Sương Tổ hợp hai người hay yêu đang ngồi bên trong Cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Quy Bất Quy và Nguyên Sương Ngô Miễn cùng với hai con yêu quái Đều nghe rất rõ Bách vô cầu nóng này nói với cha ruột của mình Ông già Cha già quá rồi Hồ đồ luôn rồi đúng không Còn khai khí với cái thứ khỉ gió đó làm cái gì Lục trực đa nói Đi vào hoàng cung chặn đường Nguyên Sương Không nói hai lời lập tức đánh chết Bách câu này Là cây giấm từ trong miệng cha đánh ra đây hả Sao nào Bây giờ cha hít lại cái dám đấy phải không Có phải là thấy quảng nhân năm lần bảy lượt Thả cho Nguyên Sương chạy thoát Trông phát thèm Nên cũng muốn thử thả mấy lần hả Con trai ngốc Nguyên Sương chôn tranh mấy năm Không ló mặt ra Lúc này đây nói trở về là trở về Người nói không có gì Chính hắn cũng không tin Quỳ bất quỳ hiếp mắt Liếc nhìn ngô miễn vẫn không nói một câu thấy y vẫn không có ý định lên tiếng Mà tiếp tục nói thuận tiện xem thử tiểu hòa thượng này có phải đã lén lút tu bỏ lại đan điền hay không Trông hắn cứ như là đã răng lưới sẵn sàng chỉ chờ chúng ta chui đầu vào thôi đấy chờ một mảnh đến khi trời tối cũng không thấy hoàng đế hạ chỉ truyền mời cuối cùng vẫn là lão nội thị kia Dân người bưng theo hai hộp đồ ăn đến gặp nguyên sương lão nội thị hành lễ với y cười nịnh nọt nói điện hạ Bệ hạ nghe nói ngài trở lại Thì rất vui mừng Nhưng bệ hạ bận bịu việc quân việc nước Thật sự là không rời ra được hà đặc chỉ sai người làm mấy món Mà ngài thích ăn đưa đến đây Điền hạ dùng xong Thì trở về phủ Quảng Nghĩa Vương Nghỉ ngơi trước Đợi ngày mai khi bệ hạ bận việc xong rồi Lại hạ chỉ mời ngài vào cung Phủ Quảng Nghĩa Vương Nguyên Sương cao mày một chút Nói với lão nội thị Hiện giờ ta đã quy y cờ Phật Đến vương phủ quấy giày cũng không hay cho lắm Vẫn phải làm phiền các ngươi Sao xem một gian phòng trong ngôi chùa nào đó Ở nghiệp thành Ta đến đó ta túc một đêm là được rồi Lão nội thị Vẫn hết sức nịnh mở tên hòa thượng Đột nhiên xuất hiện này Không quấy giày gì đâu Quả nghĩa vương cao lăng Bởi vì phỉ bán bệ hạ sang nay đã bị bắt giam Vương phủ của hắn bây giờ bỏ trống Quản ra người hầu để bị giam trong phủ trong phủ Quảng Nghĩa Vương Có xây một Phật đường Điện hạ đến đó nghỉ ngơi Thì không còn gì thích hợp hơn Lại nói đây là đặc trì của bệ hạ Không đến ở thì không hợp phép tắc Điện hạ vẫn nên ăn một chút Đừng để bị đói Ăn xong ta sẽ cho người đưa ngài về nghỉ ngơi Trong phủ Quảng Nghĩa Vương Trong khi lão nội thị nói chuyện Người hầu đi cùng đã mở hộp đồ ăn Lê ra sau đĩa thức ăn bày biện lên bàn Hòa thượng điên thoáng qua Mấy món này quả đúng là mấy món hắn thích ăn lúc còn ở trong cung với thân phận hoàng tử. Nguyên Sương tuy rằng xuất gia làm hòa thượng, nhưng hắn tu theo đạo thống Phật giáo đầu tiên được truyền vào trung thổ, không kia ngũ huân, năm món tanh. Nguyên Sương liếc nhìn lão nội thị, có chút ân cần quá mức, nhấc đua lên mỗi đĩa, gắp một miếng. Thầy hắn đã chịu động đũa, trái tim nhấc lên đến cổ của lão nội thị bấy giờ, mới coi như yên ổn trở lại những gì liên quan đến thân phận hoàng tử của Nguyên Dương đến bây giờ Vẫn còn nhiều điều ly kỳ chưa sáng tỏ Không lâu sau khi Cao Dương được sinh ra Cung điện lưu giữ ghi chép về sinh thần bát tử Và những thông tin khác của hoàng tử bốc cháy sạch sẽ Sau đó mẫu phi của Cao Dương cũng lâm bệnh mà chết Dòng dõi gia đình vị mẫu phi này đang tội tiên đế Cao Diễn Bị giết sạch gần như không còn một ai Hiện giờ muốn cha tìm một chút thông tin chứng minh Cao Dương là con trai của Cao Dương. Cơ hồ là điều không thể làm được. Ngoài trừ điều này, cần cứ theo lời những người năm xưa từng gặp mặt Nguyên Dương. Đều nói khuôn mặt hoàng tử Cao Dương thật sự có phần tương tự với Nguyên Dương Đại Sư. Truyền thuyết còn nói Nguyên Dương biết dùng thuật pháp. Lời này thật ra không suy diễn theo hướng mập mờ không sạch sẽ. Nếu vẫn có người càng tò mò về vị Hoàng tử có thân phận hết sức bí ẩn này. Lần này, ngài nói hoàng tử cao sương mất tích nhiều năm, đã trở thành hòa thượng tìm về hoàng cung. Nghĩ đến thân thế khó mà phân biệt được của hắn, trong lòng hoàng đế cao chạm dây lên một chút bất an. Cuối cùng, ông ta quyết định làm luôn cho chót, hà độc vào thức ăn, cho hắn trúng độc chết quách cho xong, biến cho sau này để lại phiên toái. Không ngờ rằng nguyên dương. Món nào cũng ăn một ít Lại không hề có dấu hiệu trúng độc sắp chết đến nơi Nè bạt lão nội thị liền lộ ra biểu cảm kỳ quặc Rồi lại quay ra bận biểu sắp xếp chuyện đưa cao xương điện hạ Đến phủ Quảng Nghĩa Vương nghỉ ngơi Nhưng đúng vào lúc lão nội thị Gọi một tiểu nội thị đến Sai người chạy về phủ Quảng Nghĩa Vương báo tin Và nói được một nửa Thì ông ta bất thình lình ngã xuống đất Lên cơn co giật Khoe miệng liên tục trào ra bọt mép lẫn lộn với máu Mấy tên đội thị còn lại Đều bị dọa giật bắn mình Lập tức hô hoán kêu người chạy đi gọi thái y Không ngờ người được sai đi Còn chưa kịp ra khỏi cửa Lao nội thị đã đứt hơi bỏ mình Thân thể sau khi chết chuyển thành màu đen Vừa nhìn liền biết Chết do trúng độc Trong hoàng cung Mà lại có người bị hạ độc chết sao Đám tiểu nội thị vội vàng chạy đi bẩm báo Chỉ một chốc mà trong thiên điện Đã loạn hết cả lên không một ai chú ý tới vị hoàng tử cao xương kia Đã lặng lặng rời khỏi Không lâu sau Tin tức lão nội thị bị hạ độc chết Chuyển đến tai hoàng đế lúc này mới nhớ ra còn có một hòa thượng không rõ Đã biến đi đâu Tìm khắp một vòng hoàng cung Cũng không thấy tung tích của cao xương Chuyện hòa thượng nguyên xương xuất hiện Khiến hoàng đế hoàng hốt lo sợ Đêm đó mơ thấy mấy cơn ác mộng liền Trong mơ Luôn có một tên hòa thượng Cầm theo pháp khí truy đuổi mình Sáng sớm hôm sau Khi hoàng cung trên dưới đều đã loạn thành nồi cháo Nguyệt sướng mới từ trong Phật đường hoàng cung đi ra Lần này Hắn đi thẳng đến chính điện của hoàng đế Dòng đường có hộ vệ chặn lại kiểm tra Nguyệt sương chỉ nói vào tai bọn họ một câu Đám hộ vệ liền dung điệu biến thành người khác Hết sức cung kính với hòa thượng Không dám tiếp tục hành hỏi tra xét để mà Nguyên Dương tự do đi đến chính điện. Nhưng có một chuyện khiến Nguyên Sương hơi chút thất vọng chính là lúc này trong chính điện đến một bóng người cũng không có. Đêm qua hoàng đế ngủ không yên. Trước đó đã phái nội thị đuổi hết các đại thần vào chiều chuẩn bị buổi trầu sáng. Bản thân vất ở tầm cung ôm phi tần ngủ bù. Ác mộng đêm qua khiến cao trạm kinh hãi vô cùng. Thế mặt trời lên rồi mới coi như bình tĩnh lại một chút. Hoàng đế Bắc tế dứt khoát không thượng chiều nữa Ở tầm cung ôm sùng phi Lăn ra ngủ thật say Cũng không biết đang ngủ bao lâu Bên tai đột nhiên nghe thấy Một loạt động tính quái dị Cao Trạm vốn tính tình nóng này Mở mắt ngồi dậy liền muốn nổi khùng Không ngờ vừa nhìn ra thấy Trong tầm cung đứng đầy người Đứng gần nhất chính là anh trai ông ta Tiền đế cao diễn Lúc này cao diễn sắc mặt trắng bạch Hai hàng huyết lệ từ trong mắt Ròng ròng chảy ra Thế em trai đã tỉnh dậy Cao diễn thò đầu quan nhìn trong chọc, chọc Vào mắt cao chạm nói Chấm chuyển lại thiên hạ đại tề cho ngươi Ngươi lại bao đáp như thế sao Ngươi cưỡng hiếp hoàng hậu của chấm Hài chết thái tử của chấm Tàn hại tông thất hoàng thân Cao chạm mà Hôm nay báo ứng của ngươi đến rồi trong lúc cao diễn nói phía sau hắn tiên hoàng hậu thái tử cao bách niên phụ thân cao hoan Huynh trưởng Cao Dương đều dồn lên Mỗi người một câu Đồng loạt mở miệng nói Cao chạm Người tàn hại thủ túc Nhân thần đều phẫn nộ Cao chạm mà Ngồi hoàng đế của ngươi Vô gì phải là của ta Người còn hại chết ta Cao chạm Người trả mạng lại cho ta Đến lúc này Thì hoàng đế Bắc Tề đã sợ đến mức Mồ hôi vã gian đưa tắm Toàn thân run rẩy không ngừng Muốn mở miệng giải thích vài câu mà không sao nói được Đám ma quỷ kia Thì càng nói càng tức giận Cuối cùng được tiên đế cao diễn mở đầu Tất cả lao lên vây lấy cao chạm Cao cấu cắn xé Chỉ giây lát sau Được kim hoàng đế bắc tỷ Đã bị cắn xé đến đầm đìa máu tươi Từ đầu đến giờ cao chạm Không thể nói ra một chữ nào Mới đầu ông ta còn hoài nghi cảnh tượng trước mắt Liệu có phải là bóng đè Được đến khi bị lũ ma quỷ cắn xé thân thể thì lại cảm nhận được rõ ràng cơn đau thấu đến tận xương vậy đây tuyệt đối không phải là mơ ông ta thấy thái tử cao bách niên của tiên đế đang cắn xé bụng mình khoe ra bờ lỗ thủng rồi lôi hết tim gan phèo phổi trong người ra chia cho đám ma quỷ còn lại cùng ăn cao trạm lúc này chỉ muốn chết nhanh một chút để nỗi thống khổ bớt đi một chút nhưng mong muốn đó giờ phút này lại như là một hy vọng xa vời Cao chạm thấy mình từ cổ trở xuống Đã sắp bị gặm rìa chơ xương Vậy mà đầu óc Vẫn vô cùng tỉnh táo Trong khi hoàng đế bắc tể Vật vác sống không bằng chết Bên ngoài tầm cung Bỗng nhiên chuyển đến tiếng người Hô Phật hiệu Sau đó liền thấy một hòa thượng thân mặc cả xa Tay cầm thiền trưởng chậm rãi bước vào Châu thấy hòa thượng đi vào Lùa ma quỷ đang chia nhau ăn thịt Cũng dừng lại Xôi nổi quỳ gối trước mặt hòa thượng dập đầu bùm bùm không ngừng trong miệng lẩm bẩm thỉnh cầu nguyên dương đại sư siêu độ cho mình sớm thoát khỏi bể khổ mà hòa thượng nguyên dương làm như không nhìn thấy đám ma quỷ đó đi thẳng đến bên cạnh cao chạm lúc này chỉ còn một cái đầu hắn cầm thiền trường trong tay nện xuống đất một cái thật mạnh Khoảnh khắc thiền trường nện xuống ma quỷ đứng đầy tầm cung nháy mắt liền biến mất không còn dấu vết bệ hạ còn nhớ cao xương không Ta đợi bệ hạ cả một ngày Không ngờ bệ hạ lại muốn ám sát cao xương Nhìn cao chạm chỉ còn lại cái đầu gắn với bộ xương Hòa thượng cười lạnh một tiếng tiếp tục nói Người vô tình với cao xương Đừng để phần tình nghĩa với cao tổ thần vũ hoàng đế Tức cao hoan Cao xương không thể lại vô nghĩa với người Lần này hòa thượng đến chính là để cứu người Những ác quỷ kia đều là do ngươi hại chết Chúng giả dạng thành mấy vị tiên đế và tông thất đến tìm ngươi báo thù. Có điều trên ngươi phải hiểu, trên người ngươi tội ác chất chồng, hòa thượng cứu được ngươi một lúc, không cứu được ngươi cả đời. Đại sư à, cứu ta! quê Sương vừa nói đến đây, miệng của cao trạm đột nhiên được thả lỏng, có thể nói chuyện lại. Lúc này ông ta cũng không lo được cái gì khác nữa, chỉ biết không ngừng để non. Ta bị gian thần xúi dục che mắt, gây ra chuyện đại nghịch với đại sư, đệ tình chúng ta đều là tông thất cao thị Mong đại sư cứu giúp cao trạm Tông thất cao thị Bề hạ Hòa thượng nói thật với ngươi chuyện này Ta vốn không phải con cháu gia tổng họ cao Hòa thượng nguyên danh là Nguyên Sương Vốn chính là mượn thân phận cao sương Mà nhập thế tu hành Thế cái đầu hoàng đế trước mặt Đã hoàn toàn không còn uy quyền năm xưa Nguyên Sương lại khẽ mỉm cười nói tiếp nếu như hôm qua bệ hạ chịu gặp mặt hòa thượng thì đã có thể tiêu trừ tai họa hôm nay nhưng bệ hạ ngược lại lại muốn lấy mạng hòa thượng tự tay chặt đứt đường sống của mình <laughs> cao trạm biết sai rồi đại sư ngài là người xuất gia chớ có chấp nhận thư phạm phu tục tử như cao trạm mong ngài để mặt phật tổ cứu giúp cao trạm đi nếu không phải giờ phút này đã không còn thân thể Cao trả nhất định sẽ quỳ sụp xuống dập đầu cầu xin hòa thượng cứu mạng mình. Dù sao ngươi cũng là hoàng đế đại tề, Kiều người cũng như cứu giúp ngàn vạn con dân. Nói đến đây, người Sương khẽ thở dài lại nói tiếp. Nhưng số mệnh làm hoàng đế của cao trạm cươi đã hết rồi. Nếu muốn tiếp tục sống thì nên nhường ngôi lại cho đám con cháu của mình đi. Bản thân tìm một nơi yên tĩnh, an tâm tĩnh dưỡng. Làm chút việc thiện bù đắp lại Những tội ác của mình Cái mạng đều sắp mất đến nơi Ai còn quan tâm Mình có phải hoàng đế hay không nữa Cao trạm vội vàng nhận lời Chỉ cần đại sư có thể cứu giúp ta Ta lập tức cứ thoát bào thoái vị Tìm một nơi núi rừng thanh tịnh xuất ra Đêm ngày bầu bạn thanh đăng cổ Phật Mong sớm ngày tiêu trừ tội nghiệt bấy nhiêu năm Nguyên Sương rất vừa lòng với mấy lời của cao chạm Hắn khai gật đầu Rồi dối tay điểm nhẹ một cái lên chán cao chạm Đồng thời nói Mong bệ hạ nhớ kỹ lời mình vừa nói Thành con tài nguyên Sương điểm vào chán mình Cao chạm không biết phía sau Sẽ có chuyện gì xảy ra Mau thịt đã mất đi Liệu có thể mọc lại hay không Ông ta khẩn trương nhắm chặt mắt Đến khi một lần nữa mở mắt ra Thì đã không thấy hòa thượng nguyên xương đâu Máu thịt xương vụn vương vãi khắp giường Cũng đã biến mất Xương thịt trên người vẫn êm đẹp Ở yên không sứt mẻ gì Phi tử xinh đẹp vẫn đang ngủ say bên cạnh Lẽ nào vừa rồi Lại là một cơn ác mộng nữa sao Thế thì ác mộng cô quá chân thật rồi Nỗi đau thấm tận vào xương Khi da thịt bị xé rách Ăn sống Cũng có thể làm mơ được sao Trong khi cao trảm hoang mang Không rõ vừa rồi là mơ hay thực trong không khí Là truyền đến câu nói vừa rồi Của hòa thượng Nguyên Dương Mong bệ hạ nhớ kỹ lời mình vừa nói Nghe như là tiếng vọng Của câu nói ban nãy Khiến cho cao trạm mới vừa bình ổn lại Nháy mắt toát mồ hôi đầm đìa Cao trạm hoàn toàn tỉnh táo lại Thì lập tức gọi nội thị vào Cho truyền mấy vị trọng thần Vừa về đến phủ trở lại chính điện Chuẩn bị cùng thảo luận về việc Thoát bào thoái vị sắp tới trong lúc hoàng đế bận rộn bù đầu tại một tòa điện khác trong hoàng cung quê bất quy cười khà khà nói với ngô miễn và hai con yêu quái tuy rằng ông già ta không thích nguyên sương nhưng lần này làm rất hợp ý ông già ta đấy giờ hắn đã đuổi hoàng đế xuống khỏi ngai vàng càng người đoán xem sau đó hắn sẽ làm gì tiếp ông già chờ đợi một lát hãng chơi chuyện này không đúng nha Bách vô cầu vừa nghe Quy Bất Quy kể lại những chuyện đã xảy ra Đừng lên đi đến gần cha ruột của mình Nói với ông già À không phải mấy người khoe mẽ rằng Đã đánh hỏng đan điền của Nguyên Sương rồi sao Nói thử xem Vừa rồi không phải dùng thuật pháp thi triển Thì là cái gì Loài đuôi cáo rồi nhá. Thằng danh đó chỉ đang tỏ vẻ đáng thương Cẩn thận một hồi Hắn lại xông ra liều mạng với các người đấy Lần này không phải thuật pháp Là pháp thuật Quy bất quy cười kha kha một tiếng Giải đáp cho thằng con trai nhạt nhà mình Thường Nguyên Sương thi triển gọi là Thuật che mắt Hiểu được cách vận dụng rồi Thì chỉ cần vẽ hai lá bùa Là thằng ngốc nhà ngươi Cũng có thể diễn được vào tuồng như vậy Hờ nương quê Sương Không phải không thi triển được thuật pháp Đan điền của hắn bị rách Không ngưng tụ được sức mạnh bổ trợ cho thuật pháp Nhưng làm mấy trò vật thì vẫn có thể miễn cưỡng điều động được một ít Lúc này Đến lượt nhóc nhậm tam không nhìn được thò mò vào Lão bất tử Mấy người chúng ta ở trong cung Cung lâu rồi đấy Tham nhân sân bọn ta thấy Dù sao nguyên xương cũng đã thành ra như vậy rồi Dứt khoát thẳng tay giết quách đi cho xong À chúng ta cũng được về sớm một chút Không phải nhân sân bọn ta nói bậy chứ Mới đời hoàng đế nhà này Mắt nhìn kém thật đấy Càng người nhìn xem Mấy bà hoàng hậu phi tần của bọn họ đi Còn không đẹp bằng cô nương trong kỹ viện Ở thành kiến khang nữa kìa Chờ thêm chút đi Nguyên Sương có thế nào Cũng không qua được ải này đâu Quy bất quy vừa nói Vừa lướt nhìn sang ngô miễn Cười khà khà nói tiếp Hắn Tùng tăng không được bao lâu nữa Nhưng mà ông giả ta Vẫn muốn xem một chút Nguyên Sương biết đại nạn của mình sắp đến rồi Bây giờ không lo né tránh Mà còn muốn làm gì Rất nhanh sẽ biết Hắn muốn nhất là cái gì thôi Ngồi bên hiếm thấy tiếp lời một câu Giờ lại một chút Y tiếp tục nói Có lẽ khi biết mình sắp xong đời Trước khi chết lại đổi tính Muốn làm một vài việc tốt Nguyên Sương làm việc tốt Quá sức đây Quy bất quy cười một chút Tiếp tục nói với Ngô Miễn Ông giả tan đánh cược với người nha nguyên sương không cam tâm bản thân vất vả miêu đồ bao nhiêu năm cuối cùng lại thành toàn cho kẻ khác hắn dự định trước khi chết làm hoàng đế một lần cho đã nghiền thế nào ván này cược không cược ngồi biến chậm gì gì đáp lại một chữ lại nói tiếp ta cược nguyên sương không cam tâm biêu đồ nhiều năm lại thành toàn cho kẻ khác hắn dự định trước khi chết phải làm hoàng đế một lần nữa cho đã thèm ông già không phải như vậy thì ông thua Quy bất quy sững sờ một lát Cười khổ một tiếng lầm bẩm Là ông già ta Tự chuốc lấy Hết trường 386 chương 387 Ra trước màn tre Ba ngày sau Trong hoàng cung chuyển ra tin tức Đưa kim hoàng đế cao trạm thoái vị Nhớ ngồi lại cho con trai cao vĩ nếu ông ta không làm theo những gì đã nói với nguyên sương đi tìm một nơi núi rừng thanh tĩnh xuất gia làm hòa thượng bà leo lên làm thái thượng hoàng điều khiển hoàng đế tiếp tục thống trị bắc tề việc quân việc nước trọng đại đều phải tâu lên thái thượng hoàng trước trong mấy tháng đầu cao tràm khiêm nhường kiềm chế bớt lại tính tình bạo ngược nhưng chờ đến nửa năm sau lại ngựa quen đường cũ đầu tiên lấy cớ muốn lựa chọn phi tần cho con trai tuyển hơn trăm mi nữ dân gian đón vào cung của mình sau đó lấy cớ có cùng nhân len lút đồn đài to nhỏ bà đại khai sát giới trong hoàng cung khiến cho tân đế mới đăng cơ sợ đến mức cho rằng thái thượng hoàng đã có động thái muốn phế truất mình lập tức dẫn theo hoàng hậu đến trước cung điện của thái thượng hoàng khóc lóc cầu xin nói mình trả lại ngôi vị cho phụ hoàng lão cha này của cao vĩ hiếp chị dâu giết cháu gái có gì mà không làm được lại không chỉ có một đứa con trai là mình binh quyền chính quyền đều nằm trong tay thái thượng hoàng muốn giết muốn phế cũng chỉ là một câu nói cao trạm đối đãi với con trai vẫn coi như không tệ biết con chịu kinh hãi liền triệu vào cung ôn hòa chấn an vài câu bảo cao vĩ cỡ yên tâm mà làm hoàng đế tuy rằng cao trạm vẫn bảo ngược như cũ nhưng tốt xấu vẫn giữ lại tình thủ túc với tâm thất họ cao mà vì hòa thượng nguyên sương kia cũng không xuất hiện nữa cao tràm mỗi lần nhớ lại tình cảnh trong tầm cung lúc trước càng nghĩ càng cảm thấy đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi sao có thể có chuyện thân thể bị gặm rỉa trơ xương mà nhanh mắt sau máu thịt đã hồi phục lại như cũ đó chỉ là giấc mộng chẳng qua trùng hợp xảy ra đúng lúc cao xương đã làm hòa thượng quay về hoàng cung Mới khiến mình miên man suy nghĩ Có điều hiện giờ Làm Thái Thượng Hoàng Cũng chẳng khác gì làm Hoàng đế Cao trạm dứt khoát cứ để như vậy luôn Đoán cái cuộc sống như thế Lại qua thêm mấy năm nữa Trong thời gian này Nịnh thần được cao trạm tin dùng Là Hoài Dương Vương Hòa Sĩ Khai Xảy ra mâu thuẫn với Triệu Quận Vương Cao Duệ và Hà Nam Vương Cao Hiếu Du Thuộc công thất họ Cao Ba người tranh cãi to Kéo nhau đến gặp Thái Thượng Hoàng Cao Trạm Không ngờ Cao Trạm Không như không đứng về phía tông thất nhà mình Ngược lại còn ban Cao Hiếu Dù Tội chết Sửa lại đất phong cho triệu quận vương Cao Duệ Đuổi người đi thật xa Cao Duệ trên đường đến nhận đất phong Thì bị Thái Hoàng Thái Hậu Hồ Thị Và Hòa Sĩ Khai Phái thi khách hại chết Vương già một nước chư hậu Cứ như vậy mà chết không sao hiểu nổi Cao Trạm lại không hề có ý định điều tra rõ ràng Ngược lại lấy đất vong của Cao Duệ Ban cho con trai của mình Trong một thời gian ngắn Tổng thất họ Cao oán hận vô cùng Nhưng ngại uy quyền của Cao Trạm Mà không có ai dám đứng lên phản kháng Ngày thứ 10 Sau khi Cao Duệ chết Giờ tí đêm hôm đó Cao Trạm đang ngủ say Thì bất chợt cảm thấy tim đập thình thịch Rồi không tự chủ được Mà mở mắt ra ông ta vừa mở mắt liền trông thấy cao hiếu du và cao duệ đã chết toàn thân đầy máu đứng ở đầu giường máu từ trong hốc mắt rong rong chảy ra trong nháy mắt cao trạm dường như quay trở về buổi sáng trong tầm cung cách đây ba năm vốn ta cho rằng ngươi sửa đổi rồi từ hòa thượng đổi thành thái thượng hoàng cũng không định truy cứu nhưng cao trạm ngươi vẫn cứ thích làm sang làm bậy như vậy hòa thượng ta cũng không cứu nổi người Cùng với tiếng nói Hòa thượng Nguyên Sương từ phía sau cao rể Và cao hiếu du đi ra Chờ đã Thanh tăng ngài lại cho ta thêm cơ hội đi Lần này không giống 3 năm trước Cao trạm vẫn có thể nói chuyện Ông ta vừa lau mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu vừa nói tiếp Ta bởi vì con trai còn nhỏ tuổi Lo lắng thiêu niên xương đế Sẽ bị kẻ gian hãm hại Cho nên mới nát lại tạm thời Làm thái thượng hoàng vốn dự định cuối năm nay sẽ tìm một ngôi chùa thanh tịnh bầu bàn thanh đăng cổ phật không phải chờ đến cuối năm hôm nay duyên trần kiếp này của ngươi kết thúc rồi cao chạm, kiếp sau gặp lại nguyên sương vừa nói xong oan hồn cao duệ và cao hiếu du bên cạnh đã hùng hằng nhào về phía cao trạm cao trạm sợ tới mức liên tục kêu rên mà hậu vệ canh giữ ngoài cửa lại dường như không nghe thấy gì không một ai chạy vào kiểm tra tình huống bên trong Trong đốc bị hai oan hồn giằng xé Cao Trạm vẫn liên tục Cầu xin hòa thượng Nguyên Dương Thanh tăng cứu mạng Ta không làm thái thượng hoàng nữa Ta chuyển lại ngôi vị hoàng đế cho thánh tăng Ta nguyện làm nô bộc cho thánh tăng Khẩn cầu thánh tăng tha Cao trạm còn chưa nói hết lời Hai ác quỷ đã thò tay Rút hồn phách ông ta ra khỏi cơ thể Trong một chàng tiếng kêu thảm thiết Trùng mang theo hồn phách cao chạm Biến mất vào khoảng không Lúc này Sau lưng Nguyên Sương lại vang lên Một giọng nói giả đua Hiện giờ cao chạm Đã bị người cho gặp báo ứng Mà con trai của hắn không có tố chất làm hoàng đế Không đến 10 năm nữa Không bị phản thân lật đổ Thì cũng bị nước láng giềng tiêu diệt Nguyên Sương Tâm nguyện của ngươi Có phải đã chấm dứt rồi không Để mạng lại thôi Bao nhiêu năm qua chúng ta cùng người Ở lại hoàng cung này Ông già ta còn dễ nói Trường ngô miễn thịt thật sự Đã hết kiên nhẫn rồi Mấy trăm năm còn đợi được Các vị còn để ý chút thời gian này nữa sao Nguyên Sương khẽ thở dài một tiếng nói tiếp Bác tề sụp đổ Khó tránh khỏi dân chúng lầm than Nguyên Sương sống thêm mấy ngày Còn có thể ghi ra đối sách Giúp người dân bớt chút khổ cực Nguyên Sương Người bắt đầu biết nghĩ cho chúng sinh từ khi nào thế Quy bất quy bật cười khà khà nói tiếp Cũng được 300 trăm năm cũng chờ qua được Không kém mấy ngày này Ông già ta đi khuyên nhủ ngô miễn Nhưng mà tính y thì ngươi biết rồi đấy Nếu ngươi còn dám dở trò gì Lần sau trích y sẽ đến tìm ngươi Nguyên Sương Lần này ông già ta coi như nề mặt Ngàn vạn con dân Bắc Tề sau khi giọng nói của Quy Bất Quy biến mất Trên khuôn mặt vốn vô cùng chấn định của Nguy Sương Nháy mắt ướt đẫm mồ hôi dáng vẻ của hắn hiện giờ Phản phất như Thái Thượng Hoàng Bắc Tề cao chạm vài phút trước Há miệng thở hồn hền mấy hơi Nguy Sương thất thà thất thiểu Quay người đi về phía cửa cung điện Thầy sắp sửa ra khỏi cửa lớn Nguy Sương đột nhiên nhớ ra thứ gì Lập tức quay về lại trước giường Lấy một chiếc nhẫn vàng từ trên ngón tay Thi thể cao chạm xuống Rồi mang theo chiếc nhẫn Biến mất vào màn đêm Nửa canh giờ sau Bóng giang nguyên sương xuất hiện Trong tầm cung của hoàng đế cao vĩ Hắn dùng mật pháp của Vấn Thiên Lâu Gây mê vị hoàng hậu Đang nằm trên giường cao vĩ Sau đó đánh thức vị thiêu niên thiên tử Mới chỉ 13 tuổi dậy Cao vĩ tỉnh dậy Nhìn thấy người đánh thức mình là hòa thượng nguyên sương thì vội vàng xuống khỏi giường hành lễ Từ khi cậu ta đăng cơ đến nay Vì hòa thượng có quan hệ họ hàng với mình này Thì thoảng lại xuất hiện ở tầm cung Lần đầu tiên trông thấy Nguyên Sương thi triển thuật pháp kỳ diệu Như phép tiên Cao vị vân luôn xem vị hoàng đế này Là thần tiên hạ phạm Hắn nói gì cậu ta nghe nấy Nguyên Dương gần như đều đoán trước được Nước quốc sự mà Thái Thượng Hoàng muốn làm sau đó Dù giúp Cao Vĩ chuẩn bị biện pháp ứng đối trong suốt 3 năm nay đều nói là Thái Thượng Hoàng chủ trì quốc sự Chỉ bằng nói là Nguyên Sương đã nắm được huyết mạch của Bắc Tề Có điều lần này Nhìn thấy Nguyên Sương Trong lòng Cao Vĩ lại có một cảm giác khác lạ Nguyên Sương nâng Cao Vĩ dậy Đặt nhân vàng trong tay vào tay Tiểu Hoàng đế Nói Bệ hạ Hòa thượng lần này đến là để báo cho bệ hạ một tin Thái thượng hoàng vừa mới băng hà cách đây không lâu vẫn bằng bệ hạ sớm có sắp xếp Phòng ngừa hạng tiểu nhân Nhờ lúc hỗn loạn ra tay Gây bất lợi cho giang sơn của bệ hạ Ba năm nay Cao Vĩ thân là thiên tử Nhưng lại chưa có lúc nào không bị Thái Thượng Hoàng phụ thân của mình uy hiếp Nói là hoàng đế Nhưng cậu ta còn không được thoải mái Bằng khi còn là một viên vương Bây giờ bất ngờ nghe được vị hòa thượng tài giỏi như thần tiên này nói phụ hoàng của mình đã chết trong lòng cậu ta ngược lại nhẹ nhõm thở ra có điều ở trước mặt nguyên sương thì vẫn phải làm ra một chút biểu cảm thương xót mà một đứa con nên có nhìn cao vĩ giả vờ giả vịt khóc lóc vài tiếng nguyên sương khuyên nhủ an ủi mấy câu sau đó nói tiếp bệ hạ tuy thái thượng hoàng đã băng hà nhưng đại tề vẫn còn đó hiện giờ con nam triều là kẻ địch nhiều đời Bên cạnh còn có một bác chu Như mối họa cầm hông Bệ hạ chấp chính rồi Cần phải sớm có tính toán Ngăn ngừa kẻ địch bên ngoài Thừa loạn xâm nhập Còn có bộ sậu cũ của Thái Thượng Hoàng lúc này Cũng có thể cho thôi việc làm quan Bệ hạ lên ngôi chấp chính Đương nhiên có trung thần của riêng mình Cao vĩ mấy năm nay Bị cao chạm chèn ép Đã hình thành tính cách yêu đuối e rẻ Việc lớn việc nhỏ Đều do Thái Thượng Hoàng làm chủ nếu chuyện yêu cầu cậu ta làm cũng đã có hòa thượng nguyên sương lo liệu thay bây giờ bảo cậu ta tự mình nắm giữ việc nước cậu ta liền cảm thấy đau đầu do dự cả buổi trời cuối cùng cao vĩ khôn đúng nói với nguyên sương nguyên sương đại sư người vốn dĩ thuộc vào tông thất cao thị mấy năm nay đều là ngươi phụ tá cho chấm chấm tuổi con nhỏ kẻ địch bên ngoài như hồ rình mồi vân mong đại sư có thể hoàn tục củng cố bảo vệ Giang Sơn Đại Tể chúng ta. Hết chương 387. Chương 388. Bắt đầu hủy diệt. Sáng sớm hôm sau, từ trong cung truyền ra tin tức, Thái thượng hoàng Bắc Tề cao trạm băng hà. Mấy mấy vị phiên vương còn ở trong kinh thành đều chạy tới hoàng cung túc trực bên linh cứu cao trạm. Gia tộc Cao thị kể từ khi hoàng đế Cao Dương khai quốc đến nay, liền có truyền thống Chú cướp ngôi cháu Cùng một lúc nhìn thấy mấy chục ông chú Đều chạy vào hoàng cung tệ tiểu Tiểu hoàng đế cao vĩ Vẫn có vẻ hết sức khẩn trương Ánh mắt không khi nào Rời khỏi vị cao tăng Nguyên Sương Đứng bên cạnh mình Lúc này Nguyên Sương đã tỏ rõ thân phận Hắn là dòng dõi Của tiên đế cao dương Bởi vì say mê Phật Pháp Nên xuất gia làm hòa thượng Nhưng có một vài người lớn tuổi Từng gặp hòa thượng Nguyên Sương Từ thời Đông Ngụy, Để thấy hòa thượng bên cạnh hoàng đế Thì đều giật mình hoàng sợ Hòa thượng này không chỉ có tên họ Giống hệt vị thánh tăng năm xưa Ngay cả diện mạo Cũng không hề khác biệt Lúc trước vị hoàng tử này đuôi tóc Đã cảm thấy rất quen Cao trọc đầu rồi thì rành rành Là thánh tăng Nguyên Sương Không thể sai được Không phải nói là huyết mạch của hoàng tộc cao thì sao Vì cái gì mà một chút cũng không giống tiền đế cao chừng cao dương ngược lại giống y hệt vị nguyên sương không khác gì thần tiên hạ phàm kia có điều ở trước linh cữu của tiên đế cũng không ai dám nhiều lời mấy lao giả chỉ đành làm như không biết gì cả tiếp tục vào vịt khóc lóc ỉ ôi tốt trực trong linh đường theo quy cụ bắc tề khi ấy linh cữu của hoàng đế phải đặt ở linh đường 13 ngày mới có thể đưa đi an táng để ngăn ngừa thi hài hư thối trong quan tài được một lượng lớn các loại hương liệu chống phân hủy toàn bộ cung điện ngập tràn thứ mùi hương khiến cho người sống cảm thấy có chút bất an trong lúc lễ quan đứng trước linh cữu tuyên đọc văn tế tiên đế một người trung niên mặc vương bảo được các hộ vệ vây quanh đi vào người này đến trước linh cữu liền khịu xuống vị lấy quan tài khóc lóc bệ hạ để để cao hoán đến muộn khiến người bị tiểu nhân gian thần hại chết bề hạ ở trên trời con linh Phù hộ để đệ báo thù cho người Mà kể kẻ kia chức tước lớn cỡ nào Cho dù là thân sinh cốt nhục của người Người vừa đến là em trai của Cao Dương Cao Trạm Thượng đảng Cương Túc Vương Cao Hoán Bởi vì người này là con vợ lẽ Nên khi vừa được phong vương Đã bị điều đến thượng đảng Anh em bọn họ đã nhiều năm không gặp nên giờ trong những người cùng thế hệ với Cao Trạm cũng chỉ còn lại vì thượng đảng cương túc vương này mà thôi Cao hoán vương thúc Ngài bi thương quá Bắt đầu nói sẵn rồi phải không Người sườn thấy nét mặt tiểu hoàng đế Đã lộ vẻ sợ sệt Không nhanh không chậm tiến lên một bước Chắn phía trước cao vĩ Tiếp tục nói với thượng đảng cương túc vương Cao hoán Đang quỳ gục trước quan tài Kêu khóc thảm thương Thái thượng hoàng băng hà, Hoàng đế bể hạ đau thương tột cùng Ngài lại ở đây nói cái gì mà Thái Thượng Hoàng bị thân sinh cốt nhục mưu hại Cốt nhục thân nhất của Thái Thượng Hoàng Là đương kim Hoàng Thượng Ngài muốn ám chỉ cái gì Cao Hoán Là từ đất phong nhanh chóng thúc ngựa trở về Ngoài trừ gã đi vào thành Thì bên ngoài nghiệp thành Còn có hai vạn binh mã dưới quyền gã Cao Hoán cho rằng Thái Thượng Hoàng đột nhiên băng hà Tiểu Hoàng đế còn nhỏ không hiểu chuyện Chính là thời cơ tốt nhất để mình xuống tay cướp đoạt ngôi báu Hơn được cao thị bọn họ Có truyền thống chú ruột nhà phúc cháu trai Giờ vào đâu mà mấy ông anh trai Có thể phế cháu trai lên làm hoàng đế Để lượt gã thì lại không được chứ Theo mưu đồ của cao hoán Đưa mấy vạn quân của mình Tập hợp bên ngoài nghiệp thành Chỉ cần gã ở trong linh đường Bất ngờ gây khó dễ Đại quân ngoài thành đồng thời đổ bộ Thằng cháu trai mới mười mấy tuổi này còn không ngoan ngoãn nhường ra ngôi vị nữa hay sao kể cả tạm thời chưa có được ngôi vị hoàng đế nhưng cái chức nghiệp chính vương hoàn toàn có thể nắm trong tay qua một hai năm nữa khống chế được cục diện triều đình phê chuất tiểu hoàng đế trinh bình đăng cơ làm chủ đại tề còn không phải là chuyện nằm trong lòng bàn tay thì còn thế nào được nữa lại nói tiếp cái này cũng coi như truyền thống của tông thất cao thị bọn họ không ngờ rằng bên cạnh tiểu hoàng đế Lại có thêm một tên hòa thượng Trông quen mắt Mà lại không nhớ ra đã gặp ở đâu Cả hoàn lập tức đưa mắt ra hiệu Với hộ vệ dưới trướng Một tên đứng giữa linh đường Rút yêu đao ra Quan lên với Nguyên Sương Hòa thượng thôi tha Ở đâu ra vậy Thượng đảng cương túc vương nhà ta Nói chuyện với bệ hạ Đi lượt người xen miệng vào sao Người vô lễ trước mặt bệ hạ Vậy thì để ta Thay bệ hạ dọn dẹp Một câu còn chưa dứt Tên này ở trước mặt văn vo ba quan Đòi chém nguyên Sương Ngay trước linh cứu của Thái Thượng Hoàng Lúc này Hộ vệ hoàng cung đều xông tới vây kín xung quanh cao vĩ Không ai để ý lo lắng cho hòa thượng Nguyên Sương Mà Nguyên Sương dường như Cũng không cần bảo vệ Nhìn thấy hộ vệ của cao hoán tuốt đao muốn chém mình Hòa thượng bình thản Lùi về sau một bước mà thầy lời đào sắp sửa chém chúng người mình trong tay nguyên sương đồn nhiên có thêm một lá bùa hắn vùng lên ném vào mặt người đối diện khoảnh khắc lá bùa tiếp xúc với tên hộ vệ đồn nhiên đổ bùm một tiếng lá bùa biến thành một quả cầu lửa nháy mắt bao trùm lấy đầu người này hắn ta kêu lên một tiếng rồi cũng không lo được sư sãi hòa thượng gì nữa ném thanh đào đi ngã vật xuống đất kêu rên nhưng bất kể người này có lan lộn tìm cách dập lửa thế nào Lửa lớn trên đầu Vẫn không có dấu hiệu lùi tắt Bỏ lát sau Thân thể hộ về không dãy ruộn nữa Nằm yên dưới đất đứt hơi bỏ mình Ngọn lửa kia cũng không tắt Tiếp tục thiêu đốt đầu người thành cho Rồi mới từ từ lụi dần đi Lửa bén trên đầu tên hộ vệ rất kỳ quái Chỉ đốt phần đầu thành than Chứ không tiếp tục lan xuống dưới Cho đến khi lửa tắt hẳn Thân thể lẫn quần áo người này Đều không tổn hao gì Lúc này Vạn vọng ba quan có mặt trong linh đường Đều bị cảnh tượng trước mắt Dọa cho ngây người Không ngờ rằng vì cao xương điện hạ năm xưa Thế mà lại có bản lĩnh lớn như vậy Cao hoán bên này Cũng bị bản lĩnh của Nguyên xương dọa sợ Lúc này Mới hiểu chuyện hôm nay ở đây Không hề đơn giản như mình nghĩ Làm không khéo coi chừng Viện binh ngoài thành còn chưa tới Người của gác ở đây Đã bị hòa thượng Nguyên xương này thì pháp diệt trừ hết rồi cao hoán cũng rất thức thầy lập tức quỳ gối trước mặt cao vĩ đổ hết tội chàng cho tên hộ vệ xấu số kia mà nguyên sương cũng không muốn gây thêm chuyện rắc rối hiện giờ hắn không thể thi triển thuật pháp sử dụng bùa đốt lửa làm vật dẫn Mời thiều chết được tên hộ vệ nếu đám người đối phương thật sự chơi vây công còn lại hắn vẫn có phần thắng nhưng ít nhiều cũng sẽ bị thương Thời điểm này chỉ cần bị thương một chút thôi Hà quang thanh tăng của hắn sẽ biến mất Càng bất lợi cho miêu độ Cuối cùng dưới sự khuyên can của Nguyên Sương Cả vị cũng miễn tội cho cao hoán Coi như chưa có chuyện gì xảy ra Sau khi cho người thu dọn thi thể tên hộ vệ Mọi người tiếp tục hầu bên linh cứu Thái Thượng Hoàng Bạn biểu cả ngày trời Để khi sắc trời tối hẳn Cả vị được Nguyên Sương đưa về tầm cung nghỉ ngơi Đám con cháu cao thị còn lại Tiếp tục túc trực tại linh đường Sau khi hoàng đế Và các triều thần lần lượt rời khỏi Đám phiên vương họ cao Được thỏa lòng hơn rất nhiều Bắt đầu tôm nam tùm ba Tìm đến những họ hàng có quan hệ không tội Xì si xâm nói chuyện Trong lời nói đều thể hiện sự nghi hoặc Về lai lịch của hòa thượng Nguyên Dương Nói xong chuyện về hòa thượng Nguyên Dương Không biết là ai các đề tài đến trên đầu hoàng đế cao vĩ. Tuy rằng đám phiên vương này không dám to gan nghị luận, nhưng nói qua nói lại đều có ý tứ rằng hoàng đế còn quá nhỏ, tính cách lại yêu đuối nhút nhát, thật sự không thích hợp làm vua một nước. Trong khi đám phiên vương chuyện trò sôi nổi, đột nhiên từ ngoài cửa cung, có một trận gió lớn thổi vào, bật tung cửa lớn linh đường, rồi còn thổi tắt hết tất cả đèn đến chiếu sáng Trong nháy mắt Linh đường tối đen như mực mọi người đang nói chuyện lập tức im mặt nói thế nào thì đây cũng là linh đường đột nhiên tôi đen không ánh sáng ai đấy đều không khỏi cảm thấy bồn chồn Cùng bay rất nhanh đã có người kịp phản ứng lại gọi nội thị hầu hạ bên trong linh đường một lần nữa thắp đèn thắp nến lên có điều gọi liên tục mấy tiếng mà không thấy đám nội thị có động tác gì trong linh đường tối mò mò giờ tay không thấy năm ngón không biết phải tìm nội thị ở đâu trên người các vị phiên vương Lại không có mấy thứ như đá lửa Hay đuốc mồi Ngay lập tức có người cảm thấy không ổn tính toán trước tiên rời khỏi linh đường tránh xa khỏi cốt quan tài trình hình giữa phòng Đôi bất an trong lòng sẽ vơi đi một chút Có điều đúng lúc Mọi người nảy ra ý tưởng này Lại có một trận gió to thổi qua Thổ hai cánh cửa linh đường đóng sập lại Mọi người chạy đến chỗ cánh cửa Bất luận cố gắng thế nào Cũng không mở ra được trong lúc tất cả đều đang sợ hãi tột cùng Trong màn đêm tối đen trật vọng đến Từng tiếng kéo kẹt kéo kẹt Vị trí phát ra tiếng động hình như Là từ chỗ đặt quan tài Hết trường 388 chương 389 Tiểu hoàng đế kinh hãi Sạc chết sống dậy Không biết là vì phiên vương họ cao nào Phản ứng lại Hay lớn một tiếng rồi xoay người chạy nhanh về phía cửa sổ, vừa lấy một cây ghế dựa đập vào khung cửa sổ dán giấy, cho rằng phá được cửa sổ là liền có thể chạy ra khỏi nơi này. Không ngờ rằng, khung cửa sổ lúc này lại đột nhiên cứng chắc như được đúc bằng sắt bằng đồng. Ghế dựa đập vào, không những không phá được, còn văng ngược trở lại, chúng vào vị phiên vương, đập hắn toác đầu chảy máu. Cửa lớn cửa sổ đều không mở được. Bên kia nắp quan tài Đã từ từ tách ra một khoảng hở Từ bên trong không ngừng có khế đen tuôn ra Cảnh tượng dọa cho đám người Sợ muốn vỡ mật Các phiên vương hoảng loạn la lối ồn ào Chỉ mong hộ vệ canh gác bên ngoài Nghe thấy tiếng mà chạy vào ứng cứu Đừng gạo nữa Cả người vẫn chưa nhận ra sao Đây là do thằng nhãi con cao vĩ Và yêu tăng nguyên dương Mua đẩy chúng ta vào chỗ chết Thường đảng cương túc vương cao hoán sang này làm loạn linh đường là người đầu tiên hiểu ra mọi chuyện lâu này mọi người đều đã tương đối thích nghi với bóng đêm đôi mắt có thể nhìn thấy một ít cảnh vật bên trong linh đường cao hoán nhặt lên một cây giá cắm đến nhổ ngọn đến vứt đi dùng như vũ khí phòng thân các phiên vương khác thấy vậy công sôi nổi tàn ra đi tìm một vật có thể dùng như vũ khí trong chốc lát chân ghế dựa giá cắm đến rồi cả bàn thờ cũng bị phá ra Mỗi người cầm một binh khí tạm bỡ Chờ đợi cao chạm trong quan tài bước ra Tất cả sẽ cùng nhau xông lên Liều mạng với Thái Thượng Hoàng Đôi lúc mọi người bày ra tư thế Có quan tài đột nhiên đổ bùm một tiếng nắp quan bị một luồng khí đen hất bay Rồi một bóng đen nhảy ra ngoài Nhà về phía đám phiên vương Đã bị dọa choáng vắng Sau đó trong linh đường không ngừng có tiếng kêu rên đau đớn chuyển ra Hoàng trần nửa canh giờ sau cửa lớn linh đường được mở ra từ bên ngoài. người Sương mặc tang y màu trắng đi vào, hắn dầm lên những thi thể ngộn ngang đầy đất, đi đến phía sau quan tài, dập tắt một cây hương dài được giấu trong góc khuất. Sau đó cầm cây hương chỉ còn lại một nửa đi về tầm cung của cao vĩ. gặp được hoàng đế, Nguyên Sương hơi cúi người nói: Hồi bẩm bệ hạ. Đám tông thất cao hoán toàn bộ Đã tuấn táng theo tiên đế rồi Tình thủ túc của bọn họ Với tiên đế cảm động trời đất Mong bệ hạ có thể xuống chiếu Phong thưởng cho con cháu những người này Đều chết rồi Cả vị nghe nói Một đám tông thất bởi đó Còn ngồi chung một chỗ với mình Giờ phút này toàn bộ chết hết Trái tim trong ngực Bất chợt kinh hoàng Vô gì lúc Nguyên Sương nói hắn Đi giải quyết đám phiên vương cả vì chỉ cho rằng hòa thượng định đàm phán với bọn họ có lẽ cũng sẽ diệt trừ một hai phiên vương coi như giết gà dọa khỉ không ngờ hắn thêm bà lại giết sạch mấy chục vị phiên vương họ cao một người cũng không chừa lại nghĩ đến đây Cao vi không khỏi run lên bẩn bật phải đều chết hết rồi không chừa một ai vẻ mặt nguyên sương không cảm xúc đáp lại một câu tiếp tục nói với hoàng đế cao vĩ đang không ngừng lùi lại phía sau Bọn họ mà không chết Bệ hạ sẽ gặp đại nạn Trong lúc nói chuyện Nguyên Sương nhắc chân đi về phía cao vĩ Khiến tiểu hoàng đế sợ đến mức Đúng quần nóng lên Thế mà vãi cả ra quần Ngay trước mặt hòa thượng Nội thị bên cạnh cao vĩ vội vàng chạy đến Giúp thiêu niên thiên tử thay quần áo Tiểu hoàng đế để mặc nội thị Cởi quần bình xuống Thân giới trần trụi nói với Nguyên Sương Bây giờ đã dừng lại bước chân Người, người đừng lại đây Ta chấm biết đại sư Là vì suy nghĩ cho xã tắc giang sơn của chấm Đám người cao hoán chết rồi à, Coi như thôi đi Đại sư làm rất tốt Chấm phải phong thưởng cho ngươi thật là hậu hĩnh à, ng Ngươi đừng có mà lại đây Có gì thì đứng đó nói là được rồi Thấy tiểu hoàng đế bị dọa đến mức Không rảnh lo tôn nghiêm xấu hổ gì nữa Nguyên Sương hơi cao mày Hắn thở dài rồi hành lễ nói Bệ hạ biết hòa thượng làm hết thảy đều vì giang sơn của bệ hạ là được rồi Hòa thượng còn phải đi siêu độ vong hồn cho các vị phiên vương Xin cáo từ tại đây Hòa thượng sẽ ở tạm trong Phật đường Hoàng Cung Bệ hạ có việc gì Thì cứ phái người đến Phật đường triệu kiến hòa thượng Nói rất lời Nguyệt Sương lại hành lễ thêm một lần nữa với tiểu hoàng đế Đã thay xong quần áo mới Quay đầu đi một mạch rời khỏi tầm cung Khỏi biệt có phải vì Nguyên Sương đi rồi hay không mà tiểu hoàng đế thả lòng hơn rất nhiều Chưa đợi Nguyên Sương bước ra khỏi cửa Đang nghe trong không khí có mùi hôi Quay đầu nhìn lại thì thấy nội thị Đang cởi bộ quần áo vừa mới thay xong cho cao vĩ Tiểu hoàng đế này vừa rồi tè ra quần Lần này thì bĩnh ra quần luôn Sáng sớm hôm sau Trong hoàng cung truyền ra tin tức Các vị phiên vương trong thời gian túc trực bên linh cứu tiên đế Nhờ thương tiền đế bị thương quá độ Mà toàn bộ tuyệt khí bỏ mình Tất cả 22 vị phiên vương tuân táng theo tiền đế Hoàng đế nghe tin vô cùng cảm động Sau đó liền hạ chỉ phong thưởng cho các vị phiên vương 22 cốt thi thể được đưa ra khỏi hoàng cung Mang về phủ đề của từng người Vốn đã chết một thái thượng hoàng Chỉ qua một thời gian một đêm Mà gia tộc họ cao thiếu chút nữa Chết hết cả tộc sau khi thi thể các vị phiên vương Được đưa về nhà Người nhà kiểm tra lại thì thấy sắc mặt tử thi đỏ tím Ngoài trừ lưỡi không thể ra Còn lại nhìn không khác gì Người chết do thắt cổ Trong số người thân của các phiên vương Có người khăng khăng Muốn điều tra rõ ràng xem Bọn họ đã chết thế nào liền lén lút mời một ngỗ tác Có tiếng ở Bắc Tể Đến nhà khám nghiệm tử thi Sau khi được ngỗ tác khám nghiệm thế trên thân thể các vị phiên vương Không có vết thương ngoài Dùng kim bạc thử Cũng không thấy dấu hiệu trúng độc Xem xét từ hiện trạng bên ngoài Nguyên nhân chết giống như là bị bóp chết Hoặc là thắt cổ chết Nhưng lại không có dấu vết phù hợp với nguyên nhân Kết luận của ngô tắc Khiến người nhà phiên vương mù mờ không rõ Lẽ nào bọn họ Tự nín thờ nghẹn chết chính mình hay sao Lâu này trong cung điện bỏ không Mà mấy người ngô miễn ở tạm Quyên bất quỳ ngồi giải thích cho thằng con trai nhặt nhà mình Lý do tại sao Nguyên Dương Không dùng thuật pháp Mà vẫn có thể giết được nhiều người như vậy Con trai ngốc Ngươi còn muốn cha ngươi phải giải thích thêm bao nhiêu lần nữa Thì người mới thông đây Đan điền của Nguyên Dương Đa nát Nên không có khả năng sử dụng thuật pháp mạnh Đi hại người Cho nên hắn phải mượn sự hỗ trợ Chính là mấy mánh khóe của Vân Thiên Lâu để lại năm xưa. Trước khi hắn cùng hoàng đế rời khỏi linh đường, đã để lại hương nhiếp hồn. Lúc sau cửa lớn cửa sổ linh đường bị đóng chặt, mùi hương nhiếp hồn không lọt ra ngoài. Đám phiền vương bị nhốt bên trong đều hít phải, mê hoặc thần trí bọn họ. Có lẽ là bị hù chết, mà hương nhiếp hồn này cũng là thứ tốt. Trước khi hù chết người, còn không chết được hồn phách, sẽ khiến bọn họ nhét đầu ngón tay vào khí quản. Thánh chỉ của tiểu hoàng đế nói không sai. Đa phiền vương đó quả thực là đã nghẹn chết chính mình. Nói đến đây, sợ rằng con trai gốc nhà mình vẫn nghe không hiểu. Ông già nói tiếp. Cho đến tận bây giờ, tất cả những việc Nguyên xương làm gần như đều không dùng đến thuật pháp. Hắn chỉ sử dụng chút bản lĩnh ban đầu học được từ vấn thiên lâu. Nhưng dù là vậy, cũng xem như không tệ lão bất tử người non nguyên sương thật sự sẽ làm người tốt giúp đỡ tiểu hoàng đế kia thống nhất thiên hạ sao lông này nhóc nhậm tam sen mồm vào bao nhiêu năm qua chưa từng thấy nguyên sương làm được chuyện gì tốt đẹp bây giờ bất thình lình thấy hắn vì người khác lo nghĩ cho giang sơn vẫn thấy không quá thích ứng đừng nói nhân sâm người ông già ta cũng không thấy thích ứng được quy bất quy cười kha khà một tiếng nói tiếp Hắn đang nghĩ thông rồi Muốn mượn tay tiểu hoàng đế Bắc Tề Thông nhất thiên hạ Sau đó tự mình làm hoàng đế mấy ngày Rồi sẽ nộp mạng cho chúng ta Nói thế nào Thì giấc mộng làm hoàng đế của hắn Không phải mới nhen nhóm một hai ngày Quá chấp nhất Có thể chết trên ngai vàng Cũng coi như thỏa ước nguyện Vậy là mấy người Cứ thế nhìn hắn làm hoàng đế Ông đây không phục nhá Dựa vào đâu mà người khác giết người phóng hỏa Bắt được thì xử tử Còn hắn làm bao nhiêu chuyện xấu xa Lại muốn lên làm hoàng đế Ta nhổ vào Đến lúc này Bách vô cầu bị bắt ở lại hoàng cung mấy năm Đã nghẹn muốn chết Gào ẩm lên Con trai ngốc Người tạm thời đừng nóng này Để lại nguyên xương tất có việc cần dùng Quy bất quy cười tủm tìm Nhìn ngô miễn vẫn không nói câu nào Chờ đợi nam nhân tóc bạc tiếp lời mình Nữ y vẫn như cũ Làm như không nghe thấy Mà quy bất quy Thì không muốn mình vào vai ác Chỉ đành phép lác với bách vô cầu Đến lần thứ mấy trăm Bằng vài lời đại loại như Thời cơ chưa chín Hay là vì không để dân chúng bắc chiều chịu khổ Cho hắn im mồm Lúc này Tại cung điện của tiểu hoàng đế Cao Vĩ ngồi trên ngai vàng Nói với nội thị bên cạnh Chuyện này ngươi nhất định phải cẩn thận Nói với bọn họ Cho dù bị bắt Cũng không thể khai ra chẫm Hết chương 389 chương 390 Chuyển lời Ảm à, vâng Nội thị đáp lại một tiếng Rồi nhanh chóng đi ra ngoài Thấp giọng dặn dò vài câu Với một tiểu nội thị Đang chờ sẵn ngoài cửa Tận bắt tới người đi rồi Nội thị mới quay trở lại bên cạnh Cao Vĩ Thận trọng nói Bệ hạ Người là do tiểu ngũ tử ra ngoài cung Vòng vèo mấy lượt mới tìm được Thần đã dặn kỹ rồi Nó là em vợ của Thượng đảng cương túc Vương Cao Hoán báo thù cho anh dậy Sẽ không lên lụy đến người trong cung ừ, Mấy ngày này Chậm sẽ ở lại đây Khi nào giết được Nguyên Sương Khi đó chậm mới rời khỏi Thủ cấp của hòa thượng kia chính là Chìa khóa mở cửa cung điện này Trong khi Cao Vĩ nói chuyện Thân thể không tự chủ được bắt đầu run lên Tiểu hoàng đế nói được làm được Cậu ta hạ chỉ điều một vạn ngự lâm quân vào cung Một vạn người bao vây kín mít mấy vòng quanh cung điện Bất kể là ai Dám tự ý vào cung không có ý chỉ Thì lập tức giết chết không cần luận tội Ngoài trừ một vạn ngự lâm quân vào ngoài bên trong cung điện cũng sắp xếp rất nhiều hộ vệ hoàng cung đừng nói có người giết vào muốn chen vào được cũng đã không phải chuyện dễ dàng nhưng dù đã cẩn thận như vậy trong lòng tiểu hoàng đế vẫn thấy không yên đến giờ lại hối hận vì đã phái người đi giết nguyên sương nếu hòa thượng kia thoát chết liệu có thể đoán ra được là mình phái người đi giết hắn không liệu nguyên sương có đến tìm mình báo thù không hắn tìm đến báo thù nhìn thấy một vạn ngự lâm quân canh gác ngoài cung thiện thì có sợ không nhưng một vạn người đấy không phải hai mươi hai vị phiên vương kia cứ cho là hắn có thể giết hết một vạn ngự lâm quân bên ngoài đuổi giết đến đây nếu mình chắp tay nhường lại giang sơn này cho hắn liệu hắn có thể tha cho mình một đường sống hay không tiểu hoàng đế càng nghĩ càng hoảng sợ lập tức gọi nội thị thân cận đến nói mau đi nói với người của ngươi Chấm đổi ý rồi Không đi giết hòa thượng nguyên Cao Vĩ còn chưa nói xong Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên Giọng nói lạnh như băng của hòa thượng nguyên Sương Bệ hạ Ngươi vừa cứu mạng chính mình đấy Cổ lục câu này nói ra Từ không trung bông rừng rơi xuống Mấy cây đầu người Chuẩn xác đáp vào lòng tiểu hoàng đế Cao Vĩ sợ tên mức thét ẩm lên lại không có dũng khí Nằm mấy cái đầu ra Tiểu hoàng đế la hét không ngừng Gọi đội thị và hộ vệ đến lấy mấy cái đầu Trên người mình xuống Có điều những người đó Lại cứ như không nghe thấy gì Cứ đứng yên tại chỗ Lúc này cả vị công biết chuyện không ổn rồi Cậu ta không dám kêu gạo nữa Chỉ có thể nhắm tiền hai mắt Run rẩy không thôi Bệ hạ Hòa thượng lao tâm khổ tứ Dốc lòng bảo vệ ngươi Người là bao đáp hòa thượng như vậy sao Cùng với tiếng nói Cửa lớn cung điện mở ra Người sương một lần nữa Khoác lên ca sa lộng lấy bước vào Hàn xuyên qua đám hậu vệ Từ tốn đi đến trước giường hoàng đế Lương nhìn tiểu hoàng đế sợ hãi Không dám mở mắt ra Người sương khẽ thở dài Lại nói tiếp Bệ hạ Người biết mình sai ở đâu không ừ, Sai Sai Cao Vĩ run dậy mở mắt ra Nước mắt đầm đỉa nhìn hòa thượng Nguyên Sương Run giọng nước nở nói Đại sư à ẩn Thánh Tăng Chấm biết sai rồi Chỉ cần ngươi đồng ý không giết chớ uh, Giết ta Cao Vĩ tình nguyện làm nô bọc hầu hạ trước giá Thánh Tăng Bệ hạ hiểu lầm rồi Hòa thượng chỉ hỏi ngươi sai ở đâu Không có ý ép bệ hạ thoái vị Nguyên Sương khẽ mỉm cười Nhìn tiểu hoàng đế đã không nói nên lời Nói tiếp Bỏ đi Ta không làm khó bệ hạ nữa Bệ hạ cho rằng hòa thượng dùng yêu thuật gây họa quốc gia Muốn tiêu diệt hòa thượng Vô cùng không gọi là sai được Bệ hạ là chủ của thiên hạ Thánh công độc tài Cũng nhất định có lý lẽ của mình Chẳng qua hành động không cần mật Thích khách người tìm đến Mặc quân phục của phiên quân cao hoán Đao trong tay Cùng khẳng quân hiệu của cương túc vương Nhưng nơi này là hoàng cung Chứ không phải nhà riêng của cao hoán Bảo chúng làm sao có thể tìm ra Một gian phật đường nhỏ bé Giữa hàng trăm tòa cung điện được nhỉ Nói đến đây Người xương tự tay Cầm lấy mấy cái thủ cấp trên người tiểu hoàng đế Ném xuống Vừa dùng khăn trải giường Lao đi vết máu trên người cao vĩ Vừa nói tiếp Ngoài trừ cái này Bọn chúng làm sao vào đường hoàng cung Còn mang theo binh khí Không biện giải được Càng đừng nói đến Mấy tay giang hồ nhãi nhép Liệu có thể giết được ta không Bệ hạ Người là vua một nước Vua bất cần mất nước Thân bất cần hại thân Đạo lý này Người phải hiểu được chứ Tiểu hoàng đế lúc này Đã hoàn toàn không biết phải làm sao Cầu ta không rõ Hòa thượng này muốn làm gì chỉ có thể rè rặt khép nép nhìn Nguyên Sương Nghe hắn nói tiếp Bệ hạ Hòa thượng vốn dĩ rất tức giận Quyết định muốn đại náo hoàng cung một phen Rồi dứt khoát đoạn tuyệt hồng trần bỏ đi Nhưng trong lòng hòa thượng Thật sự không yên tâm về bệ hạ Người tuổi còn nhỏ Xung quanh toàn là sói giữ cáo giả Tuy rằng đã giải quyết được mấy vị phiên vương Nhưng bên trong còn có định thần hòa sĩ khai lưu lại từ thời tiên đế bên ngoài thì có bắc chu nam triều nhăm nhe hòa thượng đi rồi bệ hạ thực sự có khả năng diệt trừ thù trong giặc ngoài sao mấy lời nói xong tự nguyên xương đã rơi lệ trước tiểu hoàng đế cao vĩ cũng bị cảm nhiễm quả lên khóc theo vừa khóc vừa đứng dậy tạ tội với hòa thượng nguyên xương lại bị hòa thượng nâng lên nói bệ hạ Trước đó hòa thượng lời nói ngông cuồng Chưa có thánh chỉ Đã tự ý giải quyết đám phiên vương cao hoán Vốn đã phạm phải tội lỗi Không thể tha Có điều niệm tình hòa thượng mở lòng vì bệ hạ Xin bệ hạ chớ trách Đã đến khi bệ hạ lớn thêm vài tuổi Diệt xong thù trong giặc ngoài Hòa thượng ắt sẽ lánh vào núi sâu Tìm một nơi thanh tịnh tiếp tục tu hành Nói dứt lời Tiểu hoàng đế lại hết sức lôi kéo Miệng không ngừng tạ tội với hòa thượng Rồi hai người họ hàng này Lại ôm nhau khóc giống lên Tiểu hoàng đế bị mình vừa đấm vừa xoa Hù dọa sợ hãi Hòa thượng Nguyên Sương đứng dậy hành lễ Quân thần với cao vĩ Sau đó cao từ rời khỏi cung điện Hòa thượng đi đồng một lúc Nội thị và đám hộ vệ Mình như thể đột nhiên trông thấy Mấy cái đầu lăn lóc dưới đất Vội vàng gọi người mang ra ngoài Mà tiểu hoàng đế sau cơn chấn kinh lại bị kích động quá mức Lúc này bị mọi người ồn ào một trận Trước mặt bông nhiên tối sầm Ngà lăn ra giường ngất xỉu Đám hộ vệ và nội thị trong cung Lại được một phen bận rộn tôi tăm mặt mũi Trong khi mọi người lay gọi tiểu hoàng đế Nguyệt Sương đã về đến Phật đường Thầy quỷ bất quý dán nhan nheo khu đế đang ngồi sẵn ở trong Bên cạnh còn có bách vô cầu cao to đen thui Như ngọn tháp sắt trên tay mỗi người đều cầm một cái chảy đang ngồi gõ mõ lốc cốc lốc cốc nghe tiếng mở cửa quy bất quy cười hì hì quay đầu lại nhìn nguyên sương ngoài cửa nói <laughs> à, ông già ta còn tưởng người sẽ đi hành thích hoàng đế không ngờ diễn một vở kịch cốt nhục tình thâm nguyên sương ông già ta lắm miệng hỏi ngươi một câu nếu không cảm nhận được ông già ta đã ở đó ngươi định làm thế nào còn phải nói nữa sao Người sương cười một cái lạnh như băng Nói tiếp Đương nhiên là sẽ giết chết Tên tiểu hôn quân kia Sau đó dùng tên cao xương đăng cơ xương đế Đan điện của ta đã bị hủy hoại Không trốn được mấy người các ngươi Vậy thì dứt khoát chết đi Trong thân phận kiểu ngũ trí tôn Cũng coi như không uổng phí Một lần sống trên đời Nói đến đây Người sương dừng lại một chút Nhìn quý bất quy đã bỏ chảy gỗ xuống Nói tiếp Có điều Nếu quý bất quý tiên sinh đã đến rồi Hẳn là sẽ không để ta làm như vậy Thế thì để cậu ta sống lâu thêm mấy năm Quý tiên sinh Người sẽ không bởi vì cái chết của đám phiên vương kia Mà định tiến nguyên xương lên đường ngay bây giờ chứ Quý bất quý cười khả khà nói Không phải Chỉ là mấy tên phiên vương nho nhỏ thôi sao Chết rồi thì thôi Liên quan gì đến ông giả ta chứ Năm đó ông giả ta Cũng từng làm vương làm tướng mấy ngày đấy Đúng không Thế tử của cô Cô trong cô đọc Đại từ khiêm sưng của vua chư hậu Từ khiêm nhường rằng Mình là người đức độ kém Tương tự như từ quả nhân Trong vua chúa hay tự sưng Nghe thấy một đoạn chuyện xưa Về mặt bách vô cầu có chút cổ quái Hắn quay sang Cha ruột của mình nhổ tuẹt một cái Nói Thôi dẹp đi Bao nhiêu năm rồi Ông đây rốt cuộc cũng hiểu à, Cái tước vương gì đó kia của ông già cha Chẳng liên quan gì đến ông đây hết đấy Cha chết rồi Ông đây mới được kế thừa vương vị Bây giờ tự cha tính xem Cha đã sống bao nhiêu năm rồi Bảo cha cùng đồng quy vô tận với ông đây ấy Thì cha lại sợ chết Rốt cuộc có chết hay không Nói rõ ràng ra đi không thì ông đây quay về yêu sơn Cây ngài của lão yêu vương Chắc cũng sắp bỏ không rồi đây anh nhỉ Thấy hai người bọn họ Còn nói tiếp là lại luyên thuyên Nguyên Sương chủ động lên tiếng Nếu không phải đến lấy mạng hòa thượng Vậy thì hai vị đến đây làm gì? Ông già ta lần này Đến làm người tốt Quỳ bất quỳ nhà rằng Làm mặt quỷ với Nguyên Sương rồi nói tiếp Nói cho người một tin tốt này Quảng nhân nhờ ông giả ta Năn người một câu Hắn đã tìm được người kia rồi Hết trường 390 Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại